quay khúc cái mình ngưng lại. Chụp cho chắc hàng nhờ luôn. Các bạn có bộ lông màu nâu và có thân hình to lớn, đây chính là Nai Samba, là loại nai lớn nhất trong khu vực này luôn ạ. Sừng con cá sẽ không có sừng đó nha. Và sừng của các bạn sẽ được màu còn nằm này. Các bạn đeo như trẻ luôn nha. Phía bên tay phải ạ. Thấy nè, thấy không, nè nó đưa trong đây nè, đó nè, nè ngay nè, đó sư tử đực. Con này sư tử đực. Họ phía bên tay trái thì có một bạn nhỏ nhất luôn ạ. Bạn này tên là Messi nha. Bạn là bạn thứ 10 chào đời. Và phía bên tay phải luôn thì có một bạn người già nhỏ, bạn này chắc mới sinh khoảng 1 tuần thôi ạ. Bên tay trái cũng thấy luôn nha. Rồi cả 10 phút, 50 giây chứ. Rồi mình xong chưa? Rồi, diễn viên để làm. Rồi mình xong chưa? Rồi, diễn viên để làm.